Ok, xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ giới thiệu các bạn cái bộ ghi đông trần gắn cho xe cúp nha. Thì có một số bạn hỏi là muốn chuyển qua ghi đông trần thì gắn những cái gì. Thì hôm nay mình đem tới 3 phần. Một là ghi đông, cái thứ hai là cái bát bằng, và cái thứ ba là cái cặp gù. Ok, và bây giờ mình sẽ gắn luôn thử luôn cho các bạn. Thì đối với hai cái bát này nè các bạn, cái bát nhôm này mắc tiền, còn cái bát này rẻ hơn nha, cái này bằng sắt, còn này bằng nhôm, người ta tiện CNC nên nó mắc tiền, còn này người ta khoan nên rẻ hơn nha. Đối với những bạn mà chơi xe không có quan trọng lắm thì gắn bát này, còn những bạn mà cần cầu kỳ đẹp thì gắn bát này ha. Bây giờ mình sẽ thử với cái bát sắt nha. Đầu tiên thì chúng ta sẽ lấy cái cặp lù, cặp lù lên. Bạn thấy là cái cặp lù này rất là đẹp, khi các bạn mua người ta đã bọc sẵn như vậy, người ta sợ bị sét hay là nước vô hay là hư hay chạy, người ta bọc sẵn cho mình luôn. Cái này không phải mình bọc nha các bạn, đây nó rất là cao giống như thằng sinh lời đó. Cái này mình ướm thử vô cho các bạn nha, coi thử nó như thế nào thôi. Nó rất là đơn giản, các bạn mua những các bạn tự gắn cũng được, không cần phải đem ra thợ nha. Mình nói là người nào mà ngu lắm là cũng gắn được, chứ không cần phải thông minh nha. Chỉ cần các bạn biết đi, biết đứng, có tay, có chân là gắn được, dễ lắm. Không có gì khó đó. Tại mình không làm nên mình không dám làm thôi. Đây, các bạn thấy trên đây, nó có một cái lỗ bự ở dưới, để bắt vào trong cái lỗ ở dưới cái xe của các bạn á, dưới cái xe. Còn hai lỗ, hai bên, hai lỗ, đi đâu các bạn gắn cái này. Lưu ý nha, cái này các bạn gắn ở đây cũng được, các bạn gắn ở đây cũng được đó. Nếu mà bạn gắn ở đây thì con ốc di động ở đây nó hơi chặt, cho nên chúng ta ưu tiên chúng ta gắn ở trên, gắn trên đây. Chúng ta bỏ vô, chúng ta gắn lại. À, khi gắn vô nó được như thế này, khi bạn bắn gắn lên thì ở đây nó có hai ốc các bạn bắt ở trong cái sườn nữa. Thì khi các bạn gắn vô nó có hai trường hợp, một là các bạn để dày, cái thứ hai các bạn để ngược lại, tùy các bạn nha, các bạn muốn để sao cũng được. Cái này nó có ốc lục giác rồi, phải dùng cái lục giác mới mở ra được. Các bạn đợi xem, cái này nó dặn lục giác thì mình sẽ dùng một cái cây lục giác để mình dặn ra. Lô. 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 Alo. Nghe đó. Dọn nhà chưa? Có gì mà dọn lên đây đi, mấy em lên đây đi. Cái gì? Con lộng đang qua đó. Chạy qua đi. Rồi, dọn nhà sạch sẽ đi, chĩa đá rồi rửa sạch sẽ đi. Ai biết báo trước rồi rửa sạch sẽ này chứ. Lên đi xem thế nào, cà phê rồi báo chứ. Sáng ra rủ đi quay phim võ thuật. Rồi, các bạn gắn vô đây đêm. Rồi xuống. Thấy chưa? Tốt rồi, phim nó hư rồi. Đó, các bạn để vô đây. Không, rất là đẹp. Thì mình sẽ cái này mình gắn thử vô thôi nha các bạn. Bữa nào á mình sẽ mình có một cái con xe không. Mình sẽ gắn luôn vào bên trong luôn để cho các bạn thấy. Oh,
dẫn sử dụng trước khi dùng. Nó gọi là đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Rồi, ok. Mình xích sơ lại. Mình cho nó ok tí. Mèo. Cái phim hết mèo thì chó. Ê. Ê, mèo dễ thương. Ra đây đi. Mình rất là thương mèo. Ai gọi ngủ. Tắt rồi. Đây. Và thấy wow. Nhìn rất là ngầu và cứng cáp các bạn. Đây thấy chưa? Đây. Wow, quá xuất sắc. Cái này mình mới xích sơ thôi nha. Đấy. Mình có một cái bát nhôm nữa. Đây. Cái bát nhôm này nó được rất là nhiều lỗ. Để các bạn gắn là đèn rồi sinh han rồi đèn pha rồi gì nói chung là tầm nấm tá. Này. Đối với cái thằng này á, thì các bạn sẽ gắn hai vị trí là hai cái nút ở trên. Hoặc là hai cái nút. Hai cái gập gù này nè. Và gắn xa đây chứ không phải là cái đây, các bạn gắn gần chỗ đây không này, còn thấy hai cái nút nó gần, còn hai cái này nó làm chặt chặt bẹt hai bên hông thì tùy theo các bạn nha. Đấy, bây giờ mình gắn ở trong cái lỗ chính này thì nó dư ra một miếng nè. Đó thì gắn cái nào cũng được bạn ơi, cái này là nhôm thì nó đẹp, các bạn không cần phải sơn, còn cái này thì nó rẻ tiền các bạn phải sơn thôi. Rồi, quá ngầu. Cái này á, nó được cái là khi mà các bạn thích á, các bạn xoay cái di động được, chơi kiểu ngồi chẳng hạn nè, thấy không? Không thích là mình quỳ xuống luôn, mình chạy cái kiểu mô tô á, quỳ sát dưới luôn nè, chạy kiểu di động ngược, rất là ngầu, giống như cà phê với sương ngầu, trốn đít lên mà, không? Còn nếu bình thường mình thích nè, mình đưa lên chơi, đưa lên chơi thì mình ngồi bình thường, thấy không? Ngồi bình thường, nhưng mà lúc mà quỳ xuống mình ngồi thì mình không có đít lên nè. Đó, là phải lấy cái gối chêm thêm cái yên nữa, nâng cái phục sao cho cao lên. Rồi. À, để mình tính sơ coi cái bộ này nhiêu. Một bộ như vậy là 900 nha. Ok. Các bạn nào muốn mua lẻ thì mình bán lẻ. Còn các bạn nào muốn mua giống thì mua nguyên thì mình. Ở trên cái xe của bạn á, ở trên cái xe của bạn á, khi các bạn thò tay vô các bạn mở cái con ốc, ở trong cái cổ nó có con ốc, bạn dặn con ốc nó ra các bạn rút cái đầu lên luôn, thì cái mặt dưới, cái mặt bằng ở dưới á, nó sẽ lòi một cái con ốc lên, các bạn thò cái này vô, dặn cái này vô là xong rồi, dặn hai ốc hai bên đây nữa, ở trong cái má ở dưới là xong. Ok, là các bạn chạy Vivu. Ok, cái này 900 ngàn một bộ nha. Còn nếu mà các bạn đổi qua cái bát này thì là 1,5 triệu nha. Đổi qua bát nhôm là 1,5 triệu. Còn cái bát sắt này thì 900. Mình nghĩ cái này là đủ rồi. Các bạn không cần phải tăng. Nếu các bạn mua lẻ thì nó sẽ mắc hơn nha. Các bạn mua lẻ nó sẽ mắc hơn 900. Các bạn mua nguyên bộ vậy thì mình sẽ tính cho các bạn giá cực kỳ ưu đãi là 900 thôi. Vậy các bạn lấy. Đối với cái ghi đông bao tay này nè các bạn. Khi các bạn rửa cái đầu xe ra đúng không? Các bạn mở con ốc ra, cái đầu xe nó sẽ trơn. Các bạn lấy y nguyên cái cùm với bao tay ống ra bên kia, các bạn thọt vào đây nó vừa xích luôn, các bạn không cần phải thay đổi chi tiết gì hết ha. Bao tay ống ra mình sẽ cúp, các bạn bỏ vô đây y chang ha, không khác gì hết, họ bỏ vô lọt luôn nha. Rồi. À, đối với các bạn đi xe cúp 81-86 thì cái đây nó hơi bự, các bạn sẽ bỏ cái cùm 82 vô đây nha, hoặc là các bạn bỏ cái cùm quay, bỏ cùm quay. Ok, để chút mình lấy cái cùm quay cho các bạn. Đây là bộ mình mua, mình sắp chế cho khách. Đây là cái cầm xe quay nè. Cái cầm xe quay này các bạn mua bên ngoài nó tầm khoảng dưới 100 ngàn nha. Này, hãng luôn, trong hãng, rẻ lắm các bạn. Đây, đó cái cầm của thằng quay. Thấy không? Cầm thằng quay thì nó có nút xi nhan nè, thấy không?
nút cốt pha nè, đèn trước nè, cốt pha nè, không còi nè, xi nhan nè, tất cả đấy đều nằm trên một cái cầm. Bạn gắn vô cầm đây, ok, bạn gắn vô đây ha, nè. Đó, gắn vô. Thì ở đây nó có một cái cục ở đây, các bạn có thể lấy cái bằng mài đây, cục nhỏ này, cái cục này để cho giúp cho cái cầm nó không có bị chạy, thì các bạn sẽ khoan cái lỗ vô đây, các bạn đút vô nó vừa đúng. Còn không thì các bạn bỏ mài cái cục này đi, các bạn siết lại nó sẽ dính thôi, nó không có bị chạy đâu các bạn. Còn cái cầm bên đây thì chúng ta bắt thêm một cái tay thắng vô nha, bắt một cái tay thắng của xe Win vô ha, hoặc là bắt bên đây, chúng ta làm cái tay thắng, các bạn bỏ bên nào cũng được nha, hoặc là hai tay đều là hai tay thắng được luôn nha. Cần mua hai cái tay Win và bỏ vô đó, thì chỉ việc với một cái cùng là các bạn giải quyết được tất cả con tắt đèn nằm trên đây. Còn cái cách đấu dây như thế nào thì mình đã hướng dẫn cho các bạn cách đấu dây rồi, các bạn có thể xem lại video clip đấu dây trước của bên mình nha. Còn nếu mà bạn nào không xem được thì các bạn cứ comment bên dưới, mình sẽ copy cái đường link mình gửi cho các bạn. Các bạn rồi rảnh rỗi thì bữa nào mình sẽ làm thêm một cái clip nữa hướng dẫn các bạn đấu dây ha. Đối với thằng Honda đấu dây rất là dễ các bạn, rất là dễ nha. Đây là thằng xi nhan nè, không, còn đây là bên cái tắp lô đồng hồ nè, bên đây tắp lô đề nè, này là ổ khóa nè, đó rất là đơn giản rồi. Ok, thì tới đây là video clip tới đây là hết rồi. Video clip này mình hướng dẫn, mình giới thiệu cái bộ ghi đông trần nha. Ok, xin cảm ơn tất cả các bạn, và các bạn cảm thấy kênh phụ tùng riêng xe cấp của mình hay và ý nghĩa thì có thể đăng ký kênh của mình bằng cách nhấn vào nút đăng ký phía dưới nha, và nhớ thường xuyên theo dõi kênh video, tại vì mình thường xuyên up lên những clip mới, những clip mà chia sẻ rất là hay dành tặng cho các bạn nha. Ok, bye bye, xin cảm ơn tất cả các bạn.